Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp nguy cơ vỡ. Khoảng 40.000 dân Trung Quốc được sơ tán sau khi mực nước dâng cao ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp do mưa lũ nhiều ngày qua. Mưa lớn làm mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cuối tuần qua nâng lên mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong một ngày, lượng nước đổ về con đập này tăng từ 20.500 m3 một giây lên tới 26.500 m3 một giây. Hồi đầu tuần, Trung Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua. Kể từ năm 1940, ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp, hơn 40.000 người sau đó đã được sơ tán. Theo Taiwan News, những trận mưa xối xả cho tới nay đã ảnh hưởng tới 8 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, cảnh báo mưa lũ mức cao nhất đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư ở Trung và Hạ Nguồn, trong đó có 10 tỉnh thành là Quế Châu, Trung Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc Giang, Tây An, Huy Giang, Tô Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây. Trạm khí tượng Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo mưa to trong 2-3 ngày liên tiếp. Lưu vực Dương Tử tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn và mực nước ở thượng lưu đập Tam Hiệp đang vượt qua mức cảnh báo. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ, 600 triệu người Trung Quốc sẽ lâm nguy. Những cơn mưa lớn và ngập đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Guilu cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vào ngày đầu tháng, mưa to và sạt lở đã xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc, khiến 7.300 ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Tính đến sáng nay, các quan chức địa phương ước tính sơ bộ nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ. Các trận mưa lũ liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, được khởi công xây dựng năm 1994. Nhà khoa học Wang Guilu cho biết đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người tưởng. Bên cạnh đó, ông Wang chỉ ra thiết kế xây dựng và thẩm định chất lượng của con đập đều được thực hiện bởi cùng một nhóm chuyên gia và thời gian hoàn thành dự án thì quá nhanh. Tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Jie Jianchun cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông trong nước đã vượt qua mức cảnh báo. Điều đó chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Ngoài ra, ông Wang Guilu còn cho biết mối lo ngại lớn nhất chính là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt chuẩn trong quá trình thi công đập Tam Hiệp. Theo ông, nếu xảy ra sự cố vỡ đập thì sẽ để lại hậu quả thảm khốc đối với người dân sống ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang và cảnh báo mọi người nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo kênh truyền hình trực tuyến CCTV, mực nước bên trong đập Tam Hiệp đã cao quá so với tiêu chuẩn chống lũ. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu của đập Tam Hiệp Trung Quốc cho hay, trong 17 năm qua, tổng cộng có 873.800 tàu chở, 12,23 triệu hành khách và 1,46 tỷ tấn hàng hóa đã ghé ngang qua đập Tam Hiệp. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đang bị ngập nghiêm trọng. Mực nước tại hồ thủy điện Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động, đối mặt với nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng của 600 triệu người Trung Quốc sống ở hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc và quốc tế, thời tiết ở Trung Quốc đại lục đã bất thường trong nhiều ngày qua. Mực nước tại đập Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động từ cách đây vài ngày. Sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này lại trở thành đề tài nóng được bàn tới. Thế giới bên ngoài lo lắng cho 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Truyền thông cho biết lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp là 26.500 m3 mỗi giây vào thứ Bảy, tăng 6.000 m3 mỗi giây so với 20.500 m3 mỗi giây vào thứ Sáu. Đến Chủ nhật, mực nước trong hồ đã vượt quá mức báo động lũ bão, gây ngập lớn cho nhiều vùng ở thượng lưu. Các tàu chở các địa phương neo đậu ở ven biển đã bắt đầu nhổ neo và thu thập dây neo để ngăn ngừa tai nạn như mất neo và đứt cáp. Bộ phận hàng hải đã tăng cường kiểm tra tàu và kiểm tra các vùng biển và bến cảng quan trọng.
Sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh hôm qua đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Mực nước cao nhất đạt 227,6m, vượt quá mực nước an toàn 5,1m. 100.000 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trạm giám sát Thủy văn Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ về ngập trong lưu vực sông Kỳ Giang. Đông Phương dẫn tin, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống ngập và hạn hán quốc gia của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết đợt mưa lũ này đã khiến tổng cộng 8.521.000 người ở 24 tỉnh thành khu tự trị bị ảnh hưởng. Gần nửa triệu người đã phải sơ tán và hơn 7.300 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 20,67 tỷ nhân dân tệ. Thượng lưu, trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Mực nước trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên và đã vượt quá mức cảnh báo, ngập gần 2 mét vào Chủ nhật vừa qua. Trên mạng Trung Quốc gần đây đã lan truyền một bài báo phân tích về thương vong cụ thể của vụ vỡ đập. Trong đó nói rằng, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối lũ sẽ trút xuống trong một thời gian ngắn. Và khu vực ven sông từ đập Tam Hiệp đến thành phố Trường Sa, Hồ Nam sẽ phải chịu đựng tác động trực tiếp của trận lụt với lưu lượng đỉnh lũ là 1 triệu đến 2,37 triệu mét khối mỗi giây và tốc độ xả sẽ cao tới 100 km mỗi giờ. Thiệt hại sẽ rất thảm trọng. Bài báo chỉ ra rằng, độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cao hơn mực nước biển dưới 50 mét. Nếu lũ lên cao tới 64 đến 74 mét so với mực nước biển đổ tới, sẽ làm vỡ đập các châu bá rồi nhấn chìm toàn bộ thành phố cùng tên. Sau đó đổ tới thành phố Nghi Xương chỉ trong nửa giờ. Người dân cơ bản không có cơ hội trốn và thành phố có thể thiệt hại 500.000 người. Ngoài ra, các thành phố Sa Thị, Hồ Bắc, Bình Nguyên, Giang Hán, Vũ Hán, Nam Kinh, thậm chí các tuyến đường sắt Bắc Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh, Cổ Long đều bị ảnh hưởng. Theo Đông Phương, một chuyên gia lo ngại rằng đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan, với mưa lớn ở cả thượng, trung, hạ lưu sông Dương Tử cùng một lúc có nguy cơ vỡ đập và hiện tượng biến dạng đập gần đây lại được nói đến. Ông nói rằng khi đập Tam Hiệp được xây dựng cùng một đội ngũ chịu trách nhiệm và luận chứng thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng xây dựng cuối cùng rõ ràng là cầu thủ kiêm trọng tài. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho những ngày ở miền Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc và Nam An Huy. Đồng thời, mực nước của đập Tam Hiệp vượt có mức báo động phòng chống ngập, gây ra lo ngại 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Trên thực tế, chất lượng công trình và khả năng chống lũ của đập Tam Hiệp đã bị nghi ngờ trong những năm gần đây. Đã có chuyên gia thủy lợi từ lâu đã cho rằng đập Tam Hiệp sẽ gây hậu quả tai hại. Đối với đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết cực đoan, với mưa lớn ở cả thượng nguồn và hạ lưu sông Dương Tử, gần đây đã có tin đập bị biến dạng. Trên thực tế, ngay từ năm ngoái, một bức ảnh vệ tinh đã được lưu hành trên mạng Internet Trung Quốc cho thấy thân đập của đập Tam Hiệp bị biến dạng rõ rệt với mức đáng kể khi so sánh với bức ảnh chụp trước đó. Tuy nhiên, tập đoàn Tam Hiệp sau đó đã lên tiếng, bản đồ vệ tinh Google có liên quan không phải do vệ tinh trực tiếp chụp mà được hình thành bởi một loạt thuật toán do sự khác biệt trong một số thuật toán giữa Google Maps và GeniMap. Một số cảnh đã bị lệch, dữ liệu giám sát kể từ khi đập hoạt động cho thấy tất cả các kiến trúc vẫn bình thường. Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc sau đó dẫn lời các chuyên gia nói rằng đập Tam Hiệp có độ di chuyển ngang khoảng 3cm, nhưng đó chỉ là biến dạng đàn hồi và là một hiện tượng bình thường trong xây dựng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, hiện sống ở Đức, đã nghi ngờ dự án đập Tam Hiệp không hề có khả năng chống lũ như chính phủ nói và mục đích thực sự của việc xây dựng đập của chính quyền là để phát hiện. Khi trước nhiều nhà khoa học lo ngại về tính khả thi của cơ chế kiểm soát lũ, đã từ chối ký tên vào báo cáo khả thi, ông phát biểu trên trang China Press khi mới xây dựng các học giả nổi tiếng như Tiền Chính Anh, Trương Quang Đấu, phụ trách thiết kế và giám sát chất lượng công trình đã viết thư cho ông Quách Thụ Ngôn, phó chỉ huy công trình đập Tam Hiệp, phàn nàn về chất lượng xây dựng không tốt do xây dựng quá nhanh, thời gian quá ngắn. Ông cho rằng nếu đập vỡ thì tính từ thân đập cho đến thượng hải ra đến cửa biển, tất cả đều sạch trơn.
Ông kêu gọi các cư dân ở Hạ Lưu hãy chuẩn bị tâm lý, sớm có kế hoạch cứu sinh. Cô giáo sư Đại học Thanh Hoa Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc khi còn sống, đã đề xuất rằng đập Tam Hiệp sẽ gây ra 12 hậu quả thảm khốc, bao gồm làm sạt lở bờ ở hạ lưu sông Dương Tử, cản trở vận tải đường sông, di dân, tích bùn đáy hồ, chất lượng nước xấu, lượng điện sản xuất không đủ, khí hậu bất thường, động đất thường xuyên, bệnh sán máng lây lan, suy thoái sinh thái, ngập nghiêm trọng ở thượng nguồn. Tất cả 11 điều cảnh báo này đều đã ứng nghiệm trong những năm gần đây, và cuối cùng giáo sư cho rằng đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ bị buộc phải cho nổ tung. Theo Đông Phương, bên cạnh nỗi lo về ngập lụt do đập Tam Hiệp gây ra và vỡ đập do mưa lớn, ngay từ khi đập mới xây dựng, điều đáng quan tâm nhất là nhiều con đập đã trở thành mục tiêu quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Nếu đập Tam Hiệp bị thiệt hại hoặc hư hại do chiến tranh hoặc khủng bố, các sinh linh vùng hạ lưu sông Dương Tử sẽ gánh chịu thảm họa, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người. Những người lạc quan cho rằng đánh bom các cơ sở thủy lợi dân sự quy mô lớn như thế, ảnh hưởng sinh mạng hàng trăm triệu người sống là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ không xảy ra trong các cuộc chiến tranh hiện đại, trong khi các phương pháp mà các tổ chức khủng bố sử dụng rất khó gây thiệt hại cho con đập. Ngay cả nơi yếu hơn là Âu Thuyền cũng được xây dựng 5 cấp tại Đàm Tử Lĩnh, không liền với đập chính, vì vậy sẽ không gây vỡ đập. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đập Tam Hiệp nằm ở vùng dựa trên bản đồ Trung Quốc cách bờ biển và biên giới hơn 1.000 km. Nếu một quốc gia định tấn công bằng máy bay ném bom, nó sẽ bị chặn ở gần bờ biển. Ngay cả đối với máy bay ném bom tàng hình cũng phải mất hơn 1 giờ để bay từ biên giới đến Tam Hiệp, và PLA có đủ thời gian để ứng phó. Nếu dùng tên lửa hành trình tầm xa tấn công đập Tam Hiệp, do tốc độ tên lửa khá chậm, lực lượng phòng không mặt đất và lực lượng chiến đấu cơ PLA cũng đủ thời gian đối phó. Tuy nhiên, kết luận của cuộc chiến tranh luận là cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nên thuộc phạm chủ an ninh quốc gia, không thuộc vấn đề phải xem xét khi thiết kế an toàn đập. Nhưng sau đó, cũng có người chỉ ra rằng thân đập của Tam Hiệp là loại đập trọng lực bê tông mạnh nhất và áp dụng thi công đổ theo giai đoạn. Ngay cả khi thân đập bị nổ, nó sẽ không gây ra sự cố vỡ đập trên toàn bộ dòng, có khả năng kháng đòn tấn công hạt nhân ở mức độ nhất định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.